Nước mô pha là rầu đó thì mất công nè. Hồi sáng chị nói không bán nữa mà không biết có đứa mô pha hồi sáng chờ không. Có mùi không? Cười ghê trời.
đang chết đó. Nữa hả? Bữa nay toàn trẻ trẻ không, toàn đột quỵ không. Ổng 90 à? À 80 à? À 42 tuổi rồi. Chị còn làm ca sĩ không ta? Mà phải khoe chân, phải giò ra chứ.